Thay mặt đơn vị chủ nhà, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam thì cho tôi phép tôi gửi lời chào mừng đến tất cả các quý vị. Thì sau đây thì tôi xin giới thiệu chị Phan Thị Á Dương, là Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Phan Thị Á Dương, là Phó Giám đốc Trung tâm UNESCO về Toán, Viện Toán học, Giám đốc điều hành Quỹ đổi mới sáng tạo VNIF và là trưởng ban chương trình của sự kiện ngày hôm nay. Thì xin mời chị nên chủ trì cái phiên khai mạc buổi hôm nay. Xin mời chị ạ. Rất vui mừng được tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ. Ngày Khoa học và Công nghệ là ngày 18 tháng 5, nhưng vì lý do Covid nên chúng tôi đã tổ chức vào ngày hôm nay, và chúng tôi coi nó như là một ngày hội của khoa học công nghệ, bởi vì có thể tất cả chúng ta đều nhận thấy rằng hơn bao giờ hết thì khoa học đang thâm nhập vào tất cả những cái ngành công nghệ và gắn kết các ngành khoa học khác nhau với nhau. Và cũng hơn bao giờ hết chúng ta thấy khoa học và công nghệ thâm nhập vào mọi mặt của đời sống. Chính vì vậy, chúng tôi khi tổ chức cái ngày hội này, chúng tôi đã muốn mang đến muôn mặt của đời sống cho cái ngày khoa học công nghệ này. Cho phép tôi trước hết xin được giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, đó là nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Quân. Rất cảm ơn ông đã đến dự. Tôi xin được giới thiệu giáo sư Ngô Bảo Châu. Giáo sư Nguyễn Bảo Châu là giáo sư của Đại học Chicago và giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Online thì sẽ có giáo sư Vũ Hà Văn. Giáo sư Vũ Hà Văn sẽ online và tí nữa chúng ta sẽ được gặp giáo sư. Với các diễn giả, tôi sẽ xin được giới thiệu từng người sau. Kính thưa tất cả các quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng rất là đặc biệt, khoa học công nghệ sẽ thể hiện rõ qua 6 bài giảng, đi từ những chuyên ngành vô cùng trừu tượng như là toán học đến những ngành khoa học tự nhiên cơ bản nhất như vật lý, và vào những ngành mà ứng dụng của khoa học như sinh học, y học, cho đến y tế, đặc biệt là y tế cộng đồng với cái chiến dịch chống dịch COVID-19 năm nay. Và sẽ có một cái bất ngờ rằng một ngành mà chúng ta nghĩ rằng nó dường như hay được đối lập với công nghiệp, đó chính là nông nghiệp, cũng sẽ hiện diện ở trong những bài giảng ngày hôm nay. Cuối cùng thì sẽ có một bài giảng đặc biệt, đó là đến từ khoa học xã hội, nhân văn, mà chúng ta vẫn hay nghĩ đó là phần bù của khoa học tự nhiên. Nhưng ít ai có thể ngờ rằng đến ngày hôm nay thì cái phần tưởng như bù ấy lại có rất nhiều phần giao với khoa học tự nhiên, chính là những ứng dụng công nghệ ở trong lịch sử, trong khảo cổ học. Cho phép tôi xin giới thiệu 6 bài giảng sẽ mang đến 6 màu sắc khác nhau của Ngày hội Khoa học Công nghệ hôm nay. Bài giảng đầu tiên sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương. Xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ. Anh là trưởng phòng Hàn Nôm, trưởng phòng Minh Văn của Viện Hàn Nôm. Và hôm nay anh sẽ trình bày bài giảng về từ khảo cổ đến công nghệ thực tế ảo, trường hợp chùa Một Cột thời Lý năm 1105, thế kỷ 12. Bài giảng thứ hai sẽ do Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Toàn. Anh là trưởng khoa vật lý của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, có thể coi là một trong những cơ sở nghiên cứu lâu năm nhất của chúng ta, Trường Đại học Tổng hợp với Trường Đại học Sư phạm là những trường đại học lâu năm nhất của Việt Nam, của miền Bắc chúng ta. Anh sẽ có bài giảng một số bài toán hình học và giản đồ cây trong virus. Bài giảng thứ tư đầu giờ chiều hôm nay sẽ là bài giảng của Tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Tiến sĩ Võ Sĩ Nam đã có kinh nghiệm nhiều năm làm việc ở Mỹ, và cách đây 2 năm anh đã trở về Việt Nam làm trưởng phòng tin y sinh của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn. Anh sẽ trình bày bài giảng về giải mã gen người Việt trong thời đại trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Bài giảng thứ năm là bài giảng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh. Anh là giám đốc trung tâm đào tạo quốc tế và của Học viện Bưu chính Viễn thông. Anh cũng là phó chủ tịch hội đồng khoa học của Hợp tác xã Nông nghiệp số. Phó Giáo sư Hạnh sẽ trình bày bài giảng Link Data cho dữ liệu mở trong nông nghiệp nông thôn.
Và bài giảng cuối cùng sẽ là một bài giảng mà chúng ta cứ nghĩ rằng trước đây chúng ta cứ nghĩ rằng phải toán học cao cấp thì mới có thể hiểu được. Vậy nhưng từ những năm gần đây nó đã gây xôn xao bởi vì những kiến thức đầu tiên của nó đã được đưa vào trường học cấp 1. Đó là những kiến thức về thống kê. Tôi xin giới thiệu Phó Giáo sư Hồ Đăng Phúc, Phó Giáo sư Tiến sĩ của Viện Toán học. Anh là trưởng phòng xác suất và thống kê của Viện Toán học trong suốt rất nhiều năm, và anh sẽ trình bày một bài giảng tôi nghĩ anh rất tâm huyết qua bao nhiêu năm làm việc của anh, đó là thống kê chiếc cầu nối toán học với các ngành khoa học thực nghiệm. Xin cảm ơn anh Phúc. Và một bài giảng, nếu như mọi người thấy 1, 2, 4 thì có một bài giảng là bài giảng số 3, đó là của Phó Giáo sư Tiến sĩ của bác sĩ Tiến sĩ Phạm Quang Thái. Anh Thái là phó khoa về các bệnh truyền nhiễm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Anh cũng là phó tổ thông tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID. Và có lẽ chính vì những trọng trách đó mà cách đây 2 hôm, đêm hôm kia, anh có viết tin nhắn cho tôi rằng: "Chị Dương ơi, Thái bị điều động đi đột xuất về Hà Tĩnh vì để chỉ đạo việc phòng chống dịch COVID ở Hà Tĩnh. Chị Dương sắp xếp cho Thái trình bày online." Câu chuyện này tôi cảm giác nó mang hơi thở của cuộc sống, bởi vì việc mà anh Thái không có mặt ở đây là bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng cái dịch bệnh nó đã thâm nhập vào cuộc sống của chúng ta thế nào, và nó có thể làm thay đổi những kế hoạch mà chúng ta đã chuẩn bị công phu bao nhiêu lâu thế nào. Nhưng mà việc mà anh Thái vẫn có thể từ tâm dịch trình bày online cho chúng ta cũng cho thấy rằng những nỗ lực của con người cộng với sự giúp đỡ của khoa học công nghệ vẫn có thể giúp chúng ta khắc phục được những khó khăn của thiên nhiên như thế nào. Và tôi xin rất cảm ơn 6 diễn giả đã có mặt ở đây và online để mang đến những bài học muôn màu muôn vẻ của khoa học công nghệ trong đời sống. Tôi xin cảm ơn. Trong buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, chúng tôi rất muốn được mời, và qua đây cũng là một sự cảm ơn với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân. Ông đã có rất nhiều đóng góp cho nền khoa học công nghệ của nước nhà qua nhiệm kỳ bộ trưởng của mình. Nhưng đặc biệt với ngày hôm nay, chúng tôi có 2 điều rất đặc biệt mà muốn nhắc đến những đóng góp của ông. Đó là, như chúng ta được biết, Ngày Khoa học Công nghệ đã được nhà nước chính thức thành lập vào ngày 18 tháng 5 năm 2014 qua một cuộc họp và quyết định từ tháng 6 năm 2013 trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng Nguyễn Quân. Và điều đó cho thấy rằng nhà nước hơn bao giờ hết đã nhận thấy tầm quan trọng của khoa học công nghệ và muốn coi đó là một động lực cơ bản cho sự nghiệp phát triển và đổi mới của đất nước. Điều thứ hai, đó là hôm nay Trung tâm UNESCO, gọi tắt của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học thuộc Viện Toán học Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Sự ra đời của trung tâm đó là một sự nỗ lực to lớn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chính trong nhiệm kỳ của mình mà Bộ trưởng Nguyễn Quân đã quyết định thực hiện một cái đề xuất phải nói là rất là cách mạng và gây rất là bất ngờ. Đó là đề xuất với chính phủ thành lập 2 trung tâm nghiên cứu xuất sắc dưới sự bảo trợ của UNESCO, đó là Trung tâm Toán học và Trung tâm Vật lý. Những ý tưởng này manh nha từ năm 2013, và cái tờ trình đầu tiên lên chính phủ là tháng 5 năm 2015, tờ trình thứ hai vào tháng 6 năm 2016, cho đến năm 2017 thì đã có sự ký kết giữa chính phủ và UNESCO. Trung tâm bắt đầu hoạt động từ năm 2018, nhưng cho đến ngày hôm nay, đúng ngày 12 tháng 5 năm 2021, đúng cách đây 1 tháng, thì chúng ta có quyết định chính thức của chính phủ phê duyệt về kế hoạch hoạt động của Trung tâm UNESCO, và trong năm nay chúng ta sẽ ra mắt chính thức 2 trung tâm vật lý và toán học dưới sự bảo trợ của UNESCO. Nhiệm vụ của trung tâm là làm thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu và đào tạo toán học và các ngành khoa học khác, không chỉ trong nước ta mà tạo một vị thế của chúng ta trong khu vực và trên thế giới, và hơn nữa quảng bá và phổ biến lan tỏa tình yêu khoa học, toán học đến tất cả mọi người ở trong xã hội. Tôi xin bày tỏ một lời cảm ơn với nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân và xin mời ông phát biểu.
Kính thưa các nhà khoa học, kính thưa các giáo sư, hôm nay tôi thực sự là rất vinh hạnh là được tham dự sự kiện của Viện Toán. Tôi cũng có một số dịp được tham dự các sự kiện, nhưng mà có thể nói là sự kiện này được tổ chức vào một cái dịp mà chúng ta đều biết là chúng ta kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và cũng nói thêm một chút là chúng ta vì đại dịch cho nên là tổ chức chậm hơn ngày 18 tháng 5, nhưng lại trước ngày 18 tháng 6. Ngày 18 tháng 6 là ngày Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật khoa học công nghệ. Và luật khoa học công nghệ cũng báo cáo với các nhà khoa học và các giáo sư là có hai cái vấn đề mà chúng tôi thấy là không có luật nào có được. Một là cái ngày khoa học công nghệ Việt Nam được quy định ở trong luật. Đây là ngày truyền thống duy nhất của tất cả các lĩnh vực mà được quy định trong luật. Còn những cái ngày khác, kể cả ngày nhà giáo Việt Nam rồi ngày thầy thuốc, thì nó chỉ được quy định cùng lắm là quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc là bằng một cái văn bản cấp bộ. Thế nhưng mà ngày khoa học công nghệ Việt Nam thì được quy định trong luật khoa học công nghệ. Thứ hai là một cái chỉ tiêu cũng rất quan trọng mà được quy định trong luật, đó là 2% tổng chi ngân sách nhà nước hàng năm dành cho khoa học công nghệ. Thì đây cũng là lĩnh vực duy nhất mà luật quy định 2% tổng chi ngân sách nhà nước, trong khi giáo dục đào tạo cũng là một lĩnh vực quốc sách hàng đầu như là khoa học công nghệ, và có cái mức chi ngân sách còn cao gấp 10 lần khoa học công nghệ, nhưng mà cũng chưa được ghi vào luật. Và khi ghi vào luật rồi thì chắc chắn là các cơ quan quản lý về ngân sách sẽ phải tuân thủ luật để có thể bố trí ngân sách đáp ứng đủ cái mức mà Quốc hội đã phê chuẩn. Tôi cũng xin chia sẻ, chia vui với lại các nhà khoa học trong lĩnh vực toán là Viện Toán của chúng ta cũng đã được UNESCO công nhận là một trong hai cái viện được coi là trung tâm khoa học công nghệ dạng 2 của UNESCO và được UNESCO bảo trợ. Cái tin này thì nó đến ngay sau khi chúng ta ban hành cái chương trình cái chiến lược quốc gia về phát triển toán học và vật lý. Và từ năm 2014 thì UNESCO đã có ý kiến là đồng ý rồi. Tuy nhiên là các thủ tục hành chính của chúng ta nó rất là nhiều vấn đề, cho nên là đến tận hôm nay thì hai cái trung tâm quốc tế về toán và vật lý của UNESCO thì cũng vẫn chưa chính thức ra mắt. Nhưng mà cái hình thức thì nó cũng không phải là quá quan trọng. Vấn đề là đội ngũ của chúng ta, các nhà khoa học trong lĩnh vực toán và vật lý của chúng ta trong những năm vừa rồi thì đã khẳng định được cái vị thế của mình. Và vì thế mà chúng tôi cũng rất vui mừng là bây giờ cái quan điểm của chúng tôi về nghiên cứu cơ bản thì cũng đã được xã hội và các cơ quan quản lý chấp nhận. Trước đây nhiều người nói rằng Việt Nam chúng ta lạc hậu, nghèo khó thế này thì nghiên cứu cơ bản làm gì, chỉ đầu tư vào nghiên cứu ứng dụng thôi. Nhưng mà tôi thuộc cái nhóm cũng gọi là bảo thủ. Tôi cho rằng là không có nghiên cứu cơ bản thì không có quốc gia nào có một nền khoa học thực sự. Và vì thế mà cái chiến lược phát triển ngành toán và vật lý đã được trình rất sớm. Và chúng tôi cũng hy vọng là Viện Toán cũng như là Trung tâm UNESCO về toán thì trong những năm tới sẽ có nhiều đóng góp cho khoa học cơ bản nói riêng cũng như khoa học công nghệ nói chung. Xin chúc mừng các nhà toán học, chúc mừng hai đơn vị đã được UNESCO công nhận và sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn các vị diễn giả đã sẽ trình bày những vấn đề khoa học rất là lý thú, liên quan rất nhiều đến toán, mặc dù là có những lĩnh vực là người ta nghĩ rằng không bao giờ phải liên quan đến toán, như là lĩnh vực khoa học xã hội. Và chúng tôi cũng nhân dịp này cũng cảm ơn tất cả quý vị có thể theo dõi cái sự kiện này qua kênh online. Xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị. Xin được cảm ơn Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân. Sau đây tôi sẽ xin mời giáo sư Vũ Hà Văn sẽ có một cái phát biểu online. Giáo sư Vũ Hà Văn thì chắc là chúng ta cũng rất nhiều người đã được biết. Anh là giáo sư của Đại học Uyên và cách đây 3 năm, gần 3 năm anh đã về nước tham gia sâu rộng vào trong cái
sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước bằng cái việc là anh làm viện trưởng của viện nghiên cứu dữ liệu lớn, nhưng một mặt cũng rất là quan trọng đó là anh đã muốn được thành lập một cái quỹ đổi mới sáng tạo để có thể hỗ trợ và thúc đẩy các nhà khoa học Việt Nam tham gia sâu vào những lĩnh vực có ứng dụng, áp dụng công nghệ và mang đến những cái ứng dụng sâu rộng cho các ngành khoa học khác trong phát triển khoa học, công nghệ, công nghiệp và mọi lĩnh vực của cuộc sống. Anh với cái tâm huyết của mình thì anh đã liên tục về Việt Nam và bây giờ anh vẫn đang ở Việt Nam nhưng lại không ở đây được, nên tôi sẽ xin mời anh phát biểu online. Tôi xin được kết nối với giáo sư Vũ Hà Văn. Cảm ơn chị Dương. Mọi người, chị Dương có nghe tôi nói rõ không ạ? Có ạ. Trước hết là tôi xin chào các vị, kính chào các quý vị đại biểu và các diễn giả có mặt trong khán phòng cũng như những khán giả đang theo dõi qua trực tuyến. Thì tôi cũng cảm thấy rất may mắn là ở Việt Nam ở trong cái dịp này, ở trong vòng một năm gần đây, và đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia cái chương trình Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam này. Thì đây là một dịp rất tốt để chúng ta trao đổi và chia sẻ trí thức và truyền cảm hứng cho những người nghiên cứu trẻ. Thì ở trong cái hoàn cảnh hiện tại thì ta thấy rất rõ cái vai trò của khoa học ở tức là một cái rất là trực quan, đấy là qua cái việc đối phó với dịch này, thì vì đến cuối cùng thì vaccine cũng là cái vấn đề mà nó sẽ giải quyết cái việc dịch này là một cách toàn diện, và ta biết rằng là cái vaccine nó chỉ tồn tại được qua những nghiên cứu khoa học thôi, thậm chí là những nghiên cứu ví dụ như của Kathleen Corico là đã cách đây chừng 10-15 năm và là những nghiên cứu rất cơ bản. Chúng ta cũng chưa biết gì về dịch cách đây 10-15 năm cả, nhưng mà họ đã làm những nghiên cứu đã đi trước thời đại như thế. Thì ta thấy được cái vai trò mà như anh Quân đã nói là cái việc đầu tư khoa học cho khoa học cơ bản nó là cần thiết, tại vì chúng ta không biết rằng lúc nào là ta sẽ cần đến những cái thành quả của cái việc đầu tư đó cả. Thì ở cái ngày khoa học công nghệ này thì nó có hai vế, như là khoa học chúng ta đã nói thì là những cái nghiên cứu về khoa học là cần được hỗ trợ một cách toàn diện và với một cái nguồn tiền dồi dào và với một cái cơ chế mà có thể giúp các nhà khoa học có thể làm việc một cách hiệu quả và trung thực được. Thì nhưng mà cái vế mà chúng ta ít nói tới thường là cái công nghệ. Thật ra thì tôi nói được về cái điều này vì trong vòng 2-3 năm gần đây thì viện nghiên cứu dữ liệu lớn không những qua cái quỹ VNIP hỗ trợ cho các đơn vị khoa học của Việt Nam, nhưng mà cũng tập trung làm một số cái sản phẩm mà nó là sản phẩm công nghệ là đến tay người dùng luôn. Thì tôi làm rất may mắn là vừa làm một nhà khoa học nhưng mà vừa nhìn thấy được cái quá trình đấy. Thì cái việc ngay cả cái việc đầu tư vào công nghệ cũng không chỉ là cái việc mà chúng ta chỉ đi mua một số thành quả từ nước ngoài về để lắp ráp, mà việc đấy cần một cái lớp người mới, một cái lớp kỹ sư mà hiện nay là bản chất là chúng ta cũng chưa đào tạo được nhiều. Thì đấy cũng là một cái vấn đề mà cái sự phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam phải quan tâm. Đấy là những cái khó khăn hiện tại tôi thấy là trong một ngày như thế này thì chúng ta cũng nên nói đến để nếu mà có những cái hướng giải quyết. Thì và một cái khó khăn nữa mà chúng ta tôi cũng nhận thấy là làm sao mà kết nối được các nguồn lực và trao đổi, thúc đẩy cái sự trao đổi dữ liệu và trí thức để tạo nên cái sự cộng hưởng, để kiến tạo những cái hữu ích cho xã hội. Vì chỉ có chia sẻ mới là cách tốt nhất giúp chúng ta khai thác và tận dụng được tối đa những nguồn dữ liệu khổng lồ sản sinh từ những hoạt động số hóa mà hiện nay đó là cái trào lưu của Việt Nam và cũng cả thế giới nói chung. Thì đây là cái bài toán lớn của nước ta trong nhiều năm và ngay cả thời điểm này thì nó càng cấp thiết. Thì tôi nghĩ rằng qua cái kinh nghiệm cá nhân và một số cái sự trao đổi với bạn bè thì tôi thấy rằng cái nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là phải xây dựng được một cái mạng lưới bền vững để kết nối những nhà nghiên cứu, những kỹ sư công nghệ và những cái bộ óc tiềm năng của đất nước lại. Để đạt được mục tiêu này thì cần một sự đầu tư bài bản nghiêm túc và tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu. Và ngoài ra thì cần đẩy mạnh các hoạt động lan tỏa trí thức, truyền cảm hứng như là cái hoạt động của ngày hôm nay. Thì đây cũng là cái sứ mệnh và phương châm của quỹ VNIF và Viện Nghiên cứu Big Data từ khi thành lập. Thì
thì cái gì? Thì tôi hy vọng rằng cái ngày khoa học và công nghệ Việt Nam này sẽ là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa trong cái cuộc lan tỏa trí thức này. Không những là chúng ta có những cái bài giảng mà nó rất thiết thực và thú vị, nhưng mà nó cũng góp phần xây dựng một cái văn hóa nghiên cứu khoa học và văn hóa làm công nghệ, một cái tác phong nghiên cứu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Và đây là cái điều còn cần thiết hơn, và cái điều thật ra là cái điều kiện tiên quyết để thành công hơn là đạt ngay được những cái thành quả nào đấy mà có thể kiểu như là về mặt số liệu là nó hoành tráng. Thì thật ra cái tác phong nghiên cứu nó là cái mà chúng ta cần phải xây dựng đầu tiên. Thì đây cũng chính là cái sức mạnh để thúc đẩy sự phát triển khoa học của công nghệ Việt Nam, thì một cái tương lai của Việt Nam giàu mạnh và hùng cường. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Rất cảm ơn giáo sư Vũ Hà Văn. Tôi rất cảm ơn hai bài phát biểu của Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân và giáo sư Vũ Hà Văn. Cả hai người đều rất tâm huyết với sự phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Và ngoài cái điểm chung đấy thì họ còn có một điểm chung khác. Đó là hôm nay, ôi ngày tháng 6, 12 nghỉ. Ngày hôm nay thật là tình cờ làm sao cũng là sinh nhật của Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân và sinh nhật của giáo sư Vũ Hà Văn. Tôi xin được chúc mừng sinh nhật Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân và giáo sư Vũ Hà Văn. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những tình cờ như vậy. Và tôi rất muốn là được cảm ơn giáo sư Ngô Bảo Châu. Hôm nay anh Châu mới về nước và anh cũng đã mới qua thời gian cách ly. Anh làm việc rất là căng thẳng, nhưng hôm nay tôi rất là vui mừng là anh Châu cũng đã đến đây và anh sẽ làm chủ trì cho cái bài giảng đầu tiên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Trọng Dương, vì anh Châu cũng rất là quan tâm đến lịch sử. Và tôi rất là được muốn mời giáo sư Ngô Bảo Châu. Xin chúc mừng sinh nhật anh Quân. Và tôi rất muốn được mời giáo sư Ngô Bảo Châu tuyên bố cho ngày chuỗi bài giảng của ngày khoa công nghệ. Xin cảm ơn chị Hà Dương, xin cảm ơn ban tổ chức có mời, có lời mời tôi đến tham dự cái hội thảo chào mừng ngày Hội Khoa học Công nghệ năm nay. Nói chung là mỗi lần kể cả trong thời gian dịch thì cũng có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà quả thực là gần đây thì mỗi năm về Việt Nam thì cảm thấy là có nhiều niềm vui khi thấy đất nước chúng ta mỗi ngày một giàu và đẹp hơn. Thì cái cuộc cách mạng công nghiệp hóa thực sự đã đi vào trong cuộc sống. Thì bên trong tôi bảo là một cái nỗ lực là cái động lực cho cái sự phát triển công nghiệp của đất nước, thực sự là phát triển của khoa học và công nghệ. Thì cái sự ra đời của cái ngày Hội Khoa học Công nghệ như là Bộ trưởng Nguyễn Quân đã nhắc đến đã được ghi vào trong luật, tôi nghĩ là một cái sự kiện rất là quan trọng, đánh dấu một cái bắt đầu bay lên của khoa học công nghệ Việt Nam. Thế thì như tư cách một người tham dự cái hội thảo chào mừng cái ngày Hội Khoa học Công nghệ hôm nay, trước hết tôi xin cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Quân, người đã có cái rất là đóng góp rất lớn trong cái quá trình công tác tại nhiệm của mình cho khoa học công nghệ, không chỉ ở luật khoa học công nghệ, không chỉ ở tạo cái ngày này, mà đặc biệt là một trong những người khởi xướng nữa cái quỹ Nafostet. Tôi nghĩ là một trong những cái thực sự là một cái rất thiết thực và đóng góp rất là tích cực cả về cho khoa học công nghệ, cả về số lượng cho đến chất lượng. Với tư cách của một người tham dự hôm nay, tôi đều rất háo hức để chờ đến được nghe được theo dõi sau cái bài giảng, và tôi thấy là cái khoa học công nghệ nó không chỉ là động lực cho những nghiên cứu cơ bản, những kiến thức về công nghệ, mà thực ra nó có thấy rất nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong đời sống, cả về vấn đề văn hóa. Cuối cùng ấy, thì tôi xin được sự ủy nhiệm của ban tổ chức, tôi xin tuyên bố cái hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Quốc tế về Toán học của Trung ương UNESCO và Quỹ Đổi mới Sáng tạo VNIF đồng tổ chức để chào mừng cái ngày Hội Khoa học Công nghệ Việt Nam. Tôi xin bố là cái hội thảo vẫn bắt đầu và chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn giáo sư Ngô Bảo Châu, cảm ơn tất cả mọi người đã
lắng nghe cái lễ khai mạc.